Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chuyên đề viêm bàng quang. Phần đầu tiên chúng ta đến với khái niệm viêm bàng quang. Viêm bàng quang là một bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu dưới, lỗ ở dưới rinna tract infection, thường do vi khuẩn trong bàng quang gây ra. Trong một số trường hợp viêm bàng quang còn do nhiễm vi nấm, các chất kích thích hóa học hay sỏi thận, chấn thương. Khi vi khuẩn muốn vào được bàng quang thì chúng phải vượt qua hàng rào cửa ngõ sinh lý mới gây viêm được. Những hàng rào đó bao gồm: một, nước tiểu, thường vô trùng, thành phần chứa nồng độ ure cao và pH hơi axit giúp ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn. Ngoài ra, dòng nước tiểu đi một chiều giúp ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập và tụ động vào bàng quang. Hàng rào thứ hai là tuyến tiền liệt ở nam giới, ngoài chức năng sản xuất tinh dịch, tuyến tiền liệt còn đóng vai trò quan trọng trong việc chống nhiễm trùng thông qua hoạt động sản xuất các tế bào bạch cầu kháng thể để nhận diện. Thực bào và trung hòa các kháng nguyên lạ ở đây là vi khuẩn và sản xuất chất dịch tiền liệt có tính axit giúp ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn. Hàng rào cuối cùng là pH âm đạo ở nữ giới. Âm đạo có hệ vi khuẩn thường trú Lactobacillus duy trì độ pH âm đạo ở mức thấp 3.8 đến 4.5. Đây là môi trường axit hạn chế sự phát triển của vi khuẩn gây hại. Tiếp theo chúng ta đến với nguồn gốc gây viêm bàng quang. Viêm bàng quang có thể thường do nhiễm trùng ngược dòng đi lên như vi khuẩn đi từ vùng quanh trực tràng hậu môn đến niệu đạo và sau đó đi ngược lên đến bàng quang. Những vi khuẩn chống chọi tốt sẽ bám vào niêm mạc bàng quan gây viêm. Trong một số ít trường hợp còn do nhiễm trùng từ trên xuống như vi khuẩn từ trong máu, bạch huyết xâm nhập vào thận đi dọc xuống đến tận bàng quang, niệu đạo. Vậy vi khuẩn gây viêm bàng quang là gồm những loài gì? Trên lâm sàng khoảng 80% viêm bàng quang thường do vi khuẩn E. coli gây ra, đứng thứ hai sau đó là Staphylococcus saprophyticus, những trường hợp ít gặp khác có thể do Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Citrobacter. Nói đến nguyên nhân gây viêm bàng quang, chúng ta có thể chia thành hai nhóm nguyên nhân chính, một, thay đổi pH vùng âm đạo, niệu đạo, tầng sinh môn, trong trường hợp tắm biển lâu, pH nước biển bằng 8, đây là môi trường kiềm lý tưởng để vi khuẩn sinh sôi phát triển, giải thích tương tự đối với những nông dân lặn hụt dưới sông, người chạy lưới dưới sông, hay bệnh nền, với những bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường, lao phổi, các bệnh hệ thống gây suy giảm miễn dịch cũng làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Có rất nhiều yếu tố nguy cơ gây viêm bàn quang, có thể nhắc đến như khi giao hợp thì nam giới xuất tinh vào bên trong âm đạo, mà tinh dịch có môi trường kiềm làm thay đổi pH âm đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển có thể dẫn đến viêm bàn quang tuần trăng mật, hóng ni mung sít tái tịch hoặc ở nữ giới, nguy cơ viêm bàn quan cao hơn nam giới do niệu đạo nữ giới ngắn hơn niệu đạo nam giới. Ngoài ra ở giai đoạn mãn kinh, lượng estrogen suy giảm làm mất môi trường sinh thái vi sinh bảo vệ âm đạo gây tăng nguy cơ nhiễm trùng. Sự sai sót trong thủ thuật y tế như đặt ống thông tiểu có thể mang theo mầm bệnh từ bên ngoài vào gây nhiễm trùng. Đối với bệnh nhân đái tháo đường do lượng đường trong máu cao có thể làm suy yếu hệ thống miễn dịch khiến cơ thể dễ nhiễm trùng, ngoài ra còn tăng lượng nước tiểu do hiện tượng lợi niệu thẩm thấu và tăng lượng đường trong nước tiểu tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển ở nam giới có da bao quy đầu dài sẽ có nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu cao hơn. Với bệnh viêm bàng quang, bệnh nhân thường gặp các triệu chứng như đau vùng trên xương mu hay vùng bụng dưới, kèm theo các triệu chứng đường tiết niệu dưới, lố ơ, díu rinh ri chót xín tầm, bao gồm hai nhóm triệu chứng, một, triệu chứng tắc nghẽn đường tiểu như, dòng nước tiểu yếu đi, tiểu khó, tiểu ngắt quãng, hai, triệu chứng kích thích như, tiểu gấp, tiểu nhiều lần, sóng tiểu và tiểu đêm. Ở trẻ sơ sinh có thể có sốt, khó chịu, khó cho bú. Ở người lớn tuổi có thể mệt mỏi, đi tiểu không tự chủ với những triệu chứng trên thì chưa đủ để khẳng định bị viêm bàng quang, ta còn phải dựa vào các cận lâm sàng để chẩn đoán như một tổng phân tích nước tiểu là một xét nghiệm thường quy để chẩn đoán viêm bàng quang. Trong trường hợp viêm bàng quang sẽ có sự xuất hiện của bạch cầu trong nước tiểu với số lượng từ 10 đến 20 tế bào trên 1 mm khối. Nitrit trong nước tiểu là một dấu hiệu của nhiễm trùng đường tiết niệu, do nó là sản phẩm của vi khuẩn khi chúng phân hủy nitrat có trong nước tiểu. 2. Que nhúng nước tiểu là một xét nghiệm nhanh có thể được sử dụng để phát hiện các dấu hiệu của nhiễm trùng đường tiết niệu, bao gồm viêm bàng quang. Que nhúng nước tiểu có thể phát hiện nitrit có trong nước tiểu và leukocyte esterase, một enzyme được giải phóng bởi bạch cầu, là các tế bào miễn dịch có vai trò chống lại nhiễm trùng. 3. BCA trong trường hợp đã xác định viêm bàng quang do E. coli, BCA thường được chỉ định để xác định tuyết vi khuẩn, giúp điều trị và phát hiện trong trường hợp viêm bàng quang tái phát. 4 cái nước tiểu là một xét nghiệm chẩn đoán giúp xác định tên loại, số lượng và khả năng kháng kháng sinh của vi khuẩn gây nhiễm trùng đường tiết niệu, bao gồm viêm bàng quang. Kết quả dương tính nếu có hơn 100.000 khúng vi khuẩn mỗi 1 ml lấy từ mẫu nước tiểu sạch. Về điều trị viêm bàng quang, phần lớn là điều trị nội khoa, bao gồm việc sử dụng thuốc kháng sinh. Thuốc kháng sinh sẽ tiêu diệt vi khuẩn gây nhiễm trùng và giúp người bệnh khỏi bệnh. Loại thuốc kháng sinh và thời gian điều trị sẽ phụ thuộc vào loại vi khuẩn gây nhiễm trùng và mức độ nghiêm trọng của nhiễm trùng. Đối với người trong độ tuổi quan hệ tình dục từ 18 đến 45 tuổi thì dùng kháng sinh từ 3 đến 5 ngày, thường sau 3 ngày xét nghiệm nước tiểu lại nếu vẫn còn bạch cầu thì dùng kháng sinh thêm 2 ngày và xét nghiệm lại. Đối với phụ nữ quanh tuổi mãn kinh thì dùng kháng sinh từ 5 đến 7 ngày, sau 5 ngày xét nghiệm nước tiểu lại nếu vẫn còn bạch cầu thì dùng kháng sinh thêm 2 ngày và xét nghiệm lại. Đối với người từ 65 đến 75 tuổi thì dùng kháng sinh từ 7 đến 10 ngày, sau 7 ngày xét nghiệm nước tiểu lại nếu vẫn còn bạch cầu thì dùng kháng sinh thêm 3 ngày và xét nghiệm lại. Đối với người trên 75 tuổi thì dùng kháng sinh 2 tuần, trong trường hợp viêm bàn quan nặng, bác sĩ có thể kê đơn thuốc kháng sinh tim hoặc truyền tĩnh mạch. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi hy vọng những kiến thức này thật hữu ích cho bạn.